Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại vừa mua về được một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2020, nhập về Việt Nam là năm 2021, đăng ký năm 2021 quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này tôi vừa mới mua về được ở trên Tây Tịu về đến đây xong ạ. Tôi hôm nay tôi đi mua xe là tôi cầm sẵn đồ quay đi đây rồi, cho nên là tôi chiếc xe này tôi mua là tôi đặt cọc từ hôm trước, hôm nay là tôi xe lên tôi lấy thôi, tôi vừa mới từ trên Tây Tịu mà về đến đây. Lấy xe xong cái là tôi quay luôn cho quý vị và bạn xem, đây là nguyên bản nhé, chưa có dọn tí nào cả. Và chiếc xe này là đồng hồ lăn bánh chuẩn 3 vạn km, cam kết không tua đồng hồ. Vì chiếc xe này chạy 3 vạn km nó cũng vừa thôi, từ năm 2021 đến bây giờ chạy 3 vạn km và còn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này còn bảo hành tại hãng cho nên là chúng tôi không tua đồng hồ nhé, còn nguyên bản từ dàn lốp này, lốp sơ cua chưa hạ này, còn chưa có dọn dẹp một tí nào cả. Vừa mua, tôi vừa lấy cái là tôi đem lên tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe này, sau đó tôi mới dọn dẹp sau ạ. Và chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng, chúng tôi vẫn cam kết thêm là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên full lịch sử bảo hành bảo dưỡng và còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi và nhận xe. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia còn nguyên bảo hành này ạ. Chiếc xe 2021 ạ. Mời quý vị và các bạn.
Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mitsubishi Xpander 2021 chạy 3 vạn km này. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ máy móc còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng. Đấy. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị các bạn nha. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý vị và các bạn nha. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2021 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Xpander 2021 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.